tới rồi. Tự nhiên anh đang đi giao gao kéo anh ra đây chi vậy? Ủa gì mà tự nhiên, anh thấy gì không? Tiệm vàng chứ cái gì. Thì đó, sắp tới ngày lễ tình nhân rồi đó, nên mình cũng có cái gì kỷ niệm nha. Đi đứng kiểu gì vậy? Kệ đi, quan tâm làm gì. Vô hả? Đang đi giao gao tự nhiên bị... Anh thương em ở đây ngày vui của mình mà. Đi. Thì vô. Đi. Lựa đi em. Ấy, anh chiếc này đẹp nè. Chị lấy cho em xem chiếc này đi chị. Đâu đâu đâu. Rồi đây, rồi đây, ok đây. Ok. Dạ dạ. Để đó. Dễ thương quá. Này đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, này. Trời ơi, chết rồi trời ơi. Trời ơi, chiếc này là chiếc đẹp nhất đó nha em. Trời ơi, bởi vì nó ta nói nhỏ này đẹp nè, đeo lên nó sang gì đâu á. Dương ạ. Anh lấy chiếc này ha. Đi. Ừ, thì mua. Ủa chị, chiếc này bao nhiêu vậy? Tính luôn tiền công là 10 triệu của em. Ồ. Công nhận em thương bồ ghê. Bồ em không thương, thương ai. Đợi em xíu. Ui ta. Em. Hử? Cái bóp anh đâu có tiêu rồi. Gì? Bóp anh sao anh hỏi em không có biết. Kiếm kỹ lại coi. Sáng nhớ anh có mang mà. Không có tiền thì nói là không có tiền. Mày đặt ra vẽ làm gì vậy trời, không biết nữa. Cái kiểu này mà yêu thương vậy em ơi. Chị nói em nghe nha, đàn ông đặt tiền ở đâu thì mới đặt trái tim ở đó nha em. Nè chị, không có ăn nói xà lơ chứ. Xà lơ gì xà lơ, em thấy bà chị mới nói đúng á. Sao mà tới mấy cái lúc mà trả tiền tính tiền đồ tự nhiên mất ví mất bóp ngang xương quá à. Ủa, sáng em nhớ anh mang thiệt. Ăn mặc vậy mà đòi mua vàng mua trang sức gì. Vô đây đi, trời ơi thôi đi. Ê chị. Rồi chia tay luôn đi. Vậy luôn hứa tới ngày lễ tình nhân mua quà mua đồ cho em. Sao bây giờ dẫn em ra đây làm nhục nhã vậy á. Thôi. Chắc là sáng anh đi gấp quá anh để quên á. Để anh về nhà anh kiếm lại cái bóp xong rồi anh quay ở đây. Anh mua chiếc đó cho em nha. Có điên mới tin anh á. Phiền à, quá. Em. Em. Tuổi trẻ giờ nó không có lượng sức mình trơn á. Yêu đương chi cho khổ vậy trời. Một thân một mình được rồi. Còn đèo bồng theo gái người ta nữa. Tiền đây. Nè, coi làm gì làm giữ sức khỏe nha. Tao biết rồi. Thôi về nha. Cô đi cẩn thận à. Về. Cảm ơn anh nhiều. Làm gì ở đây? Còn ông này nữa. Ông lại gì của em? Lại như vậy là sao? Ủa nhìn thấy không biết hả? Là người yêu mới của tôi chứ gì? Rồi còn anh? Anh lại gì của em? Anh hả? Anh là đồ cũ. Mà đồ cũ thì bỏ đi chứ đâu có xài tới đâu để chị tùm lum phiền á. Đúng rồi đó. Bởi tao nói cái thứ mày á, ngu. Nghèo mà còn ngu còn dốt nữa. Cái thứ bán rau hoàng mà đòi đeo chân hạt hả mày? Nó chưa đủ. Còn không biết nhục nữa. Người ta chửi mày đứng đây ngẩng mặt lên để nghe người ta chửi hoài luôn. Bởi vậy không thấy nhục hả? Chậm. Đúng không? Mày làm gì vậy? Người được lắm. Gào. Bắn gào hả? Bắn gào hả? Ê. Lục. Ngu. Tỉnh. Nghèo mà còn ngu. Lục. Ghê quá, đi ra đi. Dĩ theo nó đi. Thôi kể đi anh. Quên nữa. Bé quên cảm ơn anh vì đã tặng quà Valentine cho bé. Cảm ơn anh nhiều. Đi nha. Đi. Tiêu Lô ơi. Tiêu Lô ơi. Tao tới, Tiêu Lô ơi. Tao nè. Rồi. Gì ghê vậy? Trời. Gì cà lết như dông vậy trời. Rồi bệnh hoạn sao không nói tao đi mua thuốc. Mua cho ổng.
Bệnh này chữa không được đâu. Tâm bệnh rồi. Nhẫn thì cũng mua rồi, mà sao tao thấy người ta cứ vật chất kiểu gì mà. Tình yêu mà. Đúng. Dột đây. Ba đồ giả tiết gì. Không, ý tao nói con nhỏ nó giả dối, xấu xa. Thấy không? Bỏ đi đừng có tiếc. Thôi tao mệt mày quá, cái mặt mày cứ đi như đi đám vậy. Nè, đem đồ mới, đồ đẹp qua cho mày nè. Ở trong đó có tiền nữa. Rồi cầm đó rồi tút lại bản thân. Chứ mày vậy hoài, mày phải làm cho con nhỏ đó hối hận. Mày hiểu không? Tao hiểu rồi. Mà sao mày tốt với tao quá vậy? Rồi cái gì đâu. Tao mày bạn thân mà. Cái gì nữa vậy ba? Không, ý là tao... Ý tao nói là bạn bè phải giúp nhau. Ý là vậy đó. Tao giỡn á. Nên chứ cảm ơn mày nhiều nha. Ôi ơi, nghĩa gì mày? Tao sẽ không làm mày thất vọng đâu. Chờ xem. Ủa chờ gì? Lựa ra tự nhiên nha. Thích gì cứ lấy đi, anh cứ mãi thôi. Anh đẹp trai vậy sao mà tự nhiên cho nổi. Của em 20k. Tặng thêm 2 củ cà gót. Cảm ơn. Cảm ơn anh nha. Bữa sau em tới ủng hộ. Thôi. Tí lô làm gián game cho đỡ buồn. Rồi khỏi khỏi luôn. Nhìn bộ dạng vậy là con tim đã vui trở lại đúng không? Thật. Chứ sao bạn? Mình cũng phải biết tự yêu bản thân mình chưa. Trời ơi, bản tỏ giữa trời. Mình không quên ơn bạn đâu nha. Cảm ơn bạn. Thôi đậu. Để ra đi. Cái gì? Anh là sao vậy? Sao chia tay em vậy được? Để ra đi. Anh đừng bỏ đi mà đừng chia tay em cứ làm gì tội tình đâu. Biến đi. Tội tình cái gì? Hết vui thì chia tay thôi. Níu kéo cái gì mà níu kéo. Mà không ngại nói cho cô biết, tôi có người khác rồi. Anh. Nè, mình đang làm Biến đi mà. Anh. Cống rảnh mà đòi sống sánh với đại dương hả? Anh. Biến nè, đi. Mình đang hạnh phúc mà. Anh. Biến. Ơi. Trời ơi, tưởng gì hay ho lắm vừa. Kẻ thích làm tổn thương người khác, bây giờ bị người khác làm tổn thương. U liu liu. Em đừng sống vậy nữa. Ủa, sống vậy là sống sao? Sống sao thì kệ tôi chứ. Trời, anh về anh lo cho cái sạp rau quẹn của anh đi kìa. Tôi sống như vậy mà tôi được tặng quà sang xịn mịn nè. Còn mấy thứ này anh có không? Trời trời. Ghê vậy. Bữa nay bà đặt giận lên người mình mấy cái sang trọng nó tưởng là mình sẽ sang thêm chút hả? Không có, nhìn hèn với lại quê lắm. Trời ơi, đúng là đồ trơ trẽn. Thì gió tầng nào chơi với mây tầng đó. Tao với mày không có chung tầng với cô ấy đâu. Ừ đúng rồi, sao chung tầng được? Tôi đâu rảnh đâu chung tầng với anh. Coi như là lúc bị tôi chia tay xong rồi anh khôn ra được một chút đó. Thì cũng đúng mà. Tôi chỉ là thằng bán rau thôi. Đi. Được. Ôi. Ôi, xe này của mày hả? Chẳng những tao mua xe, tao còn đổi điện thoại mới để sạc đường đi giao gam nữa nè. Trời ơi, lúc trước tao cho đồ mày, rồi tao tặng tiền mày nữa. Ê, có bị ngược gì không trời? Những ai ở lại cuối cùng mới hái được quả ngọt ha. Đi. Rồi giờ đâu? Đi giao gam. Ồ. Ôi ngọt ngọt mía.